Cũng tiếp nối bản tin với một số thông tin giao thông đáng chú ý trong ngày. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận nạn nhân trong vụ tai nạn làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trực tiếp chủ trì hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông trên. Xác định rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 2, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều, 55 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum, người điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A 48567 gây ra vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn.